Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về cách các nhân vật hệ hỏa có vision như thế nào. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng đến với phần 2 của series về cách các nhân vật hệ thủy có vision như thế nào nhé. Các nhân vật hệ thủy vốn là những người bình tĩnh, trầm tính, luôn xử lý vấn đề một cách thông minh, đồng thời cũng là những người kiên định, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để theo đuổi những thứ mà họ cho là công lý. Và những nhân vật hệ thủy cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân. Giờ thì đi vào chi tiết từng nhân vật nhé. Đầu tiên là Barbara, cô nàng mục sư tế lễ của giáo hội Tây Phong, đồng thời được gọi là idol giới trẻ của người dân Mondstadt nhờ giọng hát và khả năng chữa trị của mình. Chỉ cần thấy cô, tâm trạng mọi người sẽ tốt lên, người dân cũng thường truyền tai nhau về điều đó. Trên thực tế, không chỉ có tâm trạng mà cả vết thương hoặc khó chịu trong người cũng có thể được chịu khỏi. Mọi người biết Barbara có thể thông qua vision nguyên tố thủy thi triển phép thuật kỳ diệu, nhưng trong tim Barbara, phép thuật thần kỳ nhất chỉ là sự nỗ lực thực sự mà thôi. Cô là một người sôi nổi, cũng rất lạc quan. Mặc dù có chút vụng về, làm việc cũng thường thất bại, nhưng có thể phấn chấn lại rất nhanh, không ngại thử thêm lần nữa. Là mục sư và kiêm luôn thần tượng của Mondstadt, Barbara luôn suy ngẫm làm thế nào để có thể giữ được nụ cười luôn nở trên môi bệnh nhân, cũng như xoa dịu đi nỗi đau của người khác. Barbara chưa từng nghĩ đến sẽ từ bỏ. Tính nhẫn nại này làm cho bố của cô, Đức Hồng Y. Simus, hết sức kinh ngạc. Barbara quy định thời gian thất vọng của bản thân chỉ được vỏn vẹn 30 giây. Qua 30 giây đó, bất kể thế nào cũng phải vực dậy tinh thần. Đã không giỏi chiến đấu, vậy mình chịu trách nhiệm hậu cần. Dưới sự hướng dẫn của bố, Barbara trở thành người trị liệu. Vision đến với cô và một đêm chăm sóc bệnh nhân sốt cao. Cô dỗ dành kiểu gì, đứa bé cũng không ngừng khóc. Có lẽ cậu bé nhớ người thân. Có người gợi ý cô thử hát cho cậu bé nghe để bình tâm hơn. Vậy là Barbara ôm đứa bé rồi vụng về hát điệu du duy nhất mà cô thuộc. Cô hát đôi khi còn quên lời nên chỉ dám ngân nga giai điệu cho đến khi giọng hát khàn đặc, đứa bé đã ngủ thiếp đi. Barbara mệt mỏi dựa vào tường ngủ gục. Ngày hôm sau, đứa bé đã hạ sốt, có lẽ vì giọng hát của cô hoặc vì Vision được đặt vào trong tay cô khi ngủ. Vậy là Vision dùng tiếng hát chữa lành vết thương cho mọi người của Barbara được sinh ra một cách đơn giản và nhẹ nhàng như vậy. Thứ hai là Mona. Tính cách của cô nàng tuy có tsundere nhưng lại sống rất tình cảm, quan tâm đến người khác. Hơn nữa, cô cũng là một nhà chiêm tinh học có tài. Cô theo học sư phụ, một lão bà và chả hiểu sao cô vẻ sợ hơn là nghe lời sư phụ. Và một ngày, sư phụ Mona trao cho cô một nhiệm vụ quan trọng, đó là cướp một vật do người thừa kế của một cố nhân là bạn, đồng thời cũng là kẻ thù của bà. Trước khi xuất phát, Mona được cảnh báo, nếu dám xem món đồ trong giường thì người sẽ chịu hình phạt thích đáng. Không ngờ, người kế vệ được nhắc tới kia là Klee. Trong tay cô bé, cô vài sự cố ngoài ý muốn. Mona đã thấy rõ bí mật nằm bên trong chiếc hộp mà không hề hay biết. Chết rồi, thôi xong rồi. Đây là cuốn nhật ký của một thiếu nữ sao? Nếu cứ như vậy, quay về nhất định sẽ bị lão bà giết mất. Không còn cách nào khác, Mona đành phải lưu lạc tại Mondstadt, sống cuộc sống khốn khổ nhưng vẫn vui tươi nơi đây. Trong hành lý cô mang theo thì Vision được sư phụ tặng cho là một trong số đó. Đối với Mona, Vision là biểu hiện cho sự yêu ái của thần linh, nhưng không vì thế mà nó cần nhận sự quan tâm đặc biệt. Với một nhà chiêm tinh học như cô, thần linh cũng phải chịu sự chi phối của các nguyên lý. Mona chỉ tìm nguyên lý vận hành các vì sao thôi. Tuy Vision không có tác dụng thực tế trong tay cô, nhưng lại luôn được Mona trân trọng. Đó cũng là kỷ vật mà sư phụ đem tặng với ý đồ làm đạo cụ giảng dạy, là món đồ duy nhất minh chứng cho quãng thời gian sinh sống cùng sư phụ. Những ký ức nhỏ bé ấy luôn theo sát cô như những thiếu nữ yêu thích món đồ trang sức. Có lẽ một ngày nào đó, Mona sẽ có vision của riêng mình và được truyền sức mạnh vào món đồ giảng dạy cổ xưa này. Sinkyu là con trai thương hội Phi Vân. Sinkyu lại không tỏ ra hào hứng mấy với công việc kinh doanh của cha, thay vào đó là học võ và hành hiệp trượng nghĩa. Thân là con trai thứ, công việc trong thương hội không cần Sinkyu quản lý. Nhưng trong số con cháu của những ông trùm giàu sụ, Sinkyu sở hữu tài năng học tập hiếm có, xưa nay luôn được thầy cô khen ngợi. Người anh đang theo cha học kinh doanh và thương nghiệp cũng cho rằng Sinkyu nhất định sẽ tiếp con đường thương nhân của cha trở nên giàu có. Thực sự lại khác, anh đắm chìm trong tiểu thuyết võ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa trốn giang hồ. Những lúc rảnh, Sinkyu sẽ trốn đến Vạn Văn Tập để đọc tiểu thuyết hoặc đến Hòa Dụ trà quán để nghiên cứu loại trà mới. Còn trong dịp đặc biệt, Sinkyu sẽ một mình hành hiệp trượng nghĩa, đánh bại kẻ cướp chặn đường, đánh đuổi quái vật gây rối, giúp đứa trẻ khóc nhè, lấy con diều mắc trên ngọn cây. Tất cả đều trong phạm vi Sinkyu hành hiệp trượng nghĩa. Như kiểu thường thấy trong võ hiệp là vi phục xuất tuần. Trong một lần nguy hiểm ập đến, Sinkyu đã không ngần ngại sử dụng sức mạnh của thương hội Phi Vân để giải quyết một số vấn đề mà vũ lực không thể làm được. Hành hiệp trượng nghĩa như vậy, Vision xuất hiện trong tay Sinkyu cũng là lẽ đương nhiên. Để thỏa sở thích của cậu, ông chủ thương hội Phi Vân đã gửi cậu đến phái Cổ Hoa, một môn phái đang suy thoái. Hàng trăm năm nay, võ thuật của phái Cổ Hoa đang một ngày mất đi. Trong thời kỳ huy hoàng, phái Cổ Hoa đã từng rất nổi tiếng ở Lijue. Tương truyền có 3 tuyệt kỹ trấn phái chính là thương pháp, thích minh pháp, kiếm pháp, tài vũ pháp và thương kiếm, song tuyệt sinh khắc pháp. 3 tuyệt kỹ này được truyền từ đời này qua đời khác và không ngừng cải tiến. Thời gian trôi qua, cả 3 tuyệt kỹ đã dần đạt đến trình độ siêu phàm, nhưng uy lực lại càng một suy yếu nên đã khiến cho thế lực của phái Cổ Hoa giảm sút, lòng người ly tán.
Ba tuyệt kỹ giống như kho báu bị phủi bụi, im lặng chờ đợi người thừa kế. Mãi đến khi Sinh Kiêu xuất hiện, người ta mới có thể một lần nữa chiêm ngưỡng bộ ba kiếm pháp này, được tái xuất giang hồ một cách rực rỡ. Với Sinh Kiêu, anh cho rằng Vision phải được coi là một phần của cơ thể. Khi tĩnh thì lặng như hồ, xuất kiếm thì phải như sóng ập. Phái Cổ Hoa nhờ có Sinh Kiêu lại có cơ hội trở nên mạnh mẽ như xưa. Thứ tư, Yelan. Chúng ta đều biết rằng Li Jue có một hệ thống quản lý rất bài bản. Mọi hoạt động đều được ghi chép, cả hệ thống nhân sự cũng có hồ sơ đầy đủ. Tuy nhiên, Yelan có vẻ như là một ngoại lệ. Không ai trong tổng vụ Li Jue biết đến, thậm chí nghe đến tên cũng không. Yelan cứ như một bóng ma không tồn tại trên giấy tờ vậy. Trên thực tế, Yelan là nhân viên tình báo đặc biệt trực thuộc Thiên Quyền Ninh Quang. Hoặc có thể nói rằng Yelan chỉ ký khế ước thu thập tình báo với Ninh Quang. Có để thu thập tình báo, có lẽ dấu chân của Yelan đã in lên gần hết đại lục Tevat rồi. Yelan đã làm công việc này trước cả khi cô sở hữu Vision. Có nhiều người quen biết ủng hộ cô, cũng có những người đồng hành cùng cô vào sinh ra tử. Nhưng lúc đó, Yelan vẫn chưa hiểu hết về mánh khóe, mồi nhử, cạm bẫy. Chỉ dựa vào những thứ này, chưa chắc có thể đối phó được với tất cả. Có những lúc, trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiêu trò đều trở nên vô dụng. Vì vậy, họ phải trả giá. Lần lượt, có người biến mất trên con đường phía trước. Mặc dù những người đã chọn con đường này từ lâu đã giác ngộ được điều đó. Cho đến khi nhiệm vụ điều tra vực sâu kết thúc, bên cạnh Yelan không còn ai. Cuối cùng cô ấy đã dừng lại, và dừng lại rất lâu. Ninh Wong tìm đến căn nhà gỗ nơi Yelan ở. Lâu rồi không quay về cảng Li Jue, chắc phải gặp chuyện gì rồi đúng không? Nếu muốn nghỉ việc tôi cũng sẽ nể tình. Ninh Wong nói, Yelan trả lời rằng, hai người chúng ta đều mắc sai lầm. Những gì chúng ta làm không nên ảnh hưởng đến những người bình thường. Khoảnh khắc ấy, Ninh Wong nhận ra Vision đã được trao vào trong tay của Yelan. Đồng thời, nhìn vết chai xạ trên bàn tay của cô, Ninh Wong biết rằng Yelan không từ bỏ. Cô chỉ bế quan để tập luyện xạ thuật. Theo Ninh Wong, Vision của Yelan là một tín hiệu, có nghĩa là từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ được giao cho một Yelan phi thường. Thứ năm, Ayato là gia chủ của nhà Kamisato. Từ khi còn rất trẻ, cái tên Ayato đã sớm nổi danh tại Inazuma. Tuy vậy, vị gia chủ này khá kín tiếng về đời tư cũng như tính cách. Trở về thời điểm khi còn nhỏ, thiếu gia nhà Kamisato là trưởng tử của quý tộc Inazuma, nên từ nhỏ đã phải học trở thành một gia chủ từ sớm. Công việc đã khiến cha Ayato lao lực mà qua đời sớm, khiến Ayato phải lao vào vòng xoáy quyền lực. Tuy còn nhỏ, nhưng cậu đã ý thức được trách nhiệm của mình phải gánh vác trong tương lai. Một đêm nọ vào nhiều năm trước, phụ thân đang mang bệnh nặng, đột nhiên gọi Ayato đến bên cạnh. Đêm đó, phụ thân mệt mỏi do cơn bạo bệnh, vẻ mặt tuy nghiêm nghị nhưng vẫn không giấu được ánh mắt chứa đựng sự quan tâm. Ông ấy cố lấy lại vẻ tỉnh táo để hỏi Ayato, hôm nay đã tu luyện xong chưa? Đã dùng bữa tối chưa? Kiếm thuật có tiến bộ không? Ayato lần lượt trả lời từng câu hỏi khiến phụ thân mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng sắc mặt của ông ngay lập tức xấu đi, như có chuyện không nói lên lời. Chần chừ một hồi lâu, dưới ánh mắt lo lắng của mẫu thân, ông nói ra những lời khá u sầu. Ayato à, con phải nhớ, cho dù nhà Kamisato có trở thành thế nào đi nữa, thì con cũng sẽ là trưởng tử của ta, là anh trai của Ayaka, là người kế thừa đầy tự hào của nhà Kamisato. Sau khi chúc phụ mẫu ngủ ngon, Ayato chậm chậm quay về phòng. Vừa mở cửa, anh đã thấy một viên Vision lấp lánh ở trên bàn. Ayato từ nhỏ đã nghe nói Vision đại diện cho ánh nhìn của thần, sinh ra dựa trên nguyện vọng của con người. Đêm đó, cùng với chiếc Vision phát sáng, Ayato biết rằng khoảnh khắc gánh vác trách nhiệm của nhà Kamisato đã đến. Ngay lúc này, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu Ayato được anh lên kế hoạch tỉ mỉ. Vì tương lai, vì sự an toàn của người nhà, vật gì có thể dùng thì chắc chắn không từ thủ đoạn để dùng đó. Người nào gây trở ngại thì không từ thủ đoạn để loại bỏ. Trong căn phòng không đèn ấy, chỉ có Vision là nguồn sáng duy nhất bầu bạn với anh. Khi bình minh ló dạng, vị trưởng tử nhỏ tuổi ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón tất cả. Thứ 6, Kokomi là thánh pháp sư của đảo Watatsumi khi còn rất trẻ. Kokomi được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít kẻ đố kỵ, ngờ vực khả năng của cô. Tuy nhiên, Kokomi chẳng mất bao lâu, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Thưởng phạt rõ ràng, quan tâm đến người dân, hơn nữa là một chiến lược gia đại tài. Kokomi đã khiến cho mọi người kính phục chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ cần có đại nhân Sangonomiya ở đây thì mọi chuyện sẽ không sao cả. Nó đã trở thành câu cửa miệng của mọi người. Kokomi là người am hiểu binh pháp, có nhiều yếu tố để xác định kết quả của một trận chiến, từ địa hình, khí hậu, sức mạnh và trang bị. Tất cả phải có tính toán tỉ mỉ. Để biết người biết ta trăm trận trăm thắng như vậy, phải qua phần lớn thời gian rèn luyện, nghiên cứu, đúc kết. Phần lớn người khác chỉ nhìn qua loa hoặc là lý thuyết suông, nhưng Kokomi không nằm trong số đó, lại còn tạo ra phong cách của riêng mình, dùng thế cục để ép kẻ địch phải bỏ cuộc, kết thúc trận chiến với cái giá phải trả thấp nhất. Dù có tham chiến hay không, Kokomi luôn suy nghĩ chu toàn, lên kế hoạch rõ ràng. Chiến lược của cô đã giúp ích không nhỏ để người dân Watatsumi chống lại đội quân của Shogun. Chiến tranh kết thúc, cô lại đại diện cho đảo Watatsumi đàm phán cùng với Shogunate về việc thành lập hòa bình, đưa cư dân sang trang lịch sử mới. Trở thành thánh pháp sư khi còn trẻ như vậy, tất nhiên Kokomi phải nhận không ít áp lực trong công việc. Khi chiến tranh, cô đảm nhận dẫn dắt người dân phất cờ đứng dậy. Còn khi chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại, Kokomi phải dẫn dắt họ trên con đường phát triển phồn thịnh. Vision của cô được trao khi cô trở thành thánh pháp sư, cũng đại diện cho ý chí của cô bảo vệ mọi thứ trên đảo Watatsumi, dẫn dắt mỗi người dân ở đây đến với hạnh phúc an lành.
Thứ bảy, Kandes, làng Aru, là nơi an nghỉ cuối cùng của hậu vệ vua Deshit. Sứ mệnh của người thủ hộ làng Aru chính là duy trì ngôi làng này cho đến khi con dân cuối cùng của vua Deshit biến mất. Năm 8 tuổi, Kandes đã chính thức được bổ nhiệm làm người thủ hộ. Người trao lại chức vụ cho cô đã cảnh báo cô như vậy. Kandes là một cô gái có hai màu mắt khác nhau. Là thủ hộ, vũ khí của cô chính là thương và chiếc khiên, thứ được truyền miệng do O Am ban phước. Thực tế, chỉ khi một người thủ hộ mới cầm lấy chiếc khiên của mình và chính thức nhậm chức thì mới được biết được sự thật là thủ hộ không được ban phước. Trái với phản ứng của đa số thủ hộ, Kandes không hề nản lòng về chuyện này. Thương và khiên của tôi không phải vì cầu xin ân trạch của thần linh mà vùng vẫy. Dù có được thần linh yêu ái hay không thì vai trò của người thủ hộ cũng không thay đổi. Ngày qua ngày, cô vẫn cần mẫn luyện tập, tự tay rèn luyện võ nghệ và ý chí phi thường. Nhiều thương nhân từ Sumeru thắc mắc tại sao cô không từ bỏ làng mà đến nơi khác. Với kỹ năng của cô, thành công ở bất kỳ nơi đâu là điều dễ dàng. Và lần nào Kandes cũng trả lời như thế này: người thủ hộ sẽ không rời khỏi đối tượng được bảo vệ. Kandes khác với những thủ hộ tiền nhiệm, trong khi những thủ hộ đời trước đóng cửa làng, từ chối giao tiếp với thương nhân và khách ngoại bang, Kandes lại có tư tưởng cấp tiến hơn. Cô muốn làng Aru phát triển từng ngày, chứ không phải lụi tàn mà bám lấy quá khứ. Những thủ hộ khác không thích tư tưởng của Kandes, họ mở cuộc họp làm khó cô. Việc mà người thủ hộ cần làm là duy trì trật tự của làng. Kandes, những gì cô làm sẽ chỉ khiến cho ngôi làng này mất đi sự bình yên. Kandes, bây giờ đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi. Đột nhiên, Kandes đứng phát dậy và lớn tiếng: nếu có người muốn bám lấy quá khứ để làng Aru tàn lụi thì cứ việc. Còn tôi sẽ không để làng Aru bị trói buộc bởi quá khứ. Các người không làm được thì hãy để tôi bảo vệ tương lai của mọi người. Rồi cô xách thương ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, Vision phát sáng treo trên đầu ngọn thương của cô. Có lẽ thần linh đã nhìn thấy quyết tâm của cô nên tiếp thêm sức mạnh cho Kandes tiếp tục sứ mệnh của mình. Thứ 8, Nilo. Nếu đã ở Sumeru thì nhất định đừng bỏ qua màn trình diễn của Nilo. Đây là sự thật mà hầu hết người dân Sumeru đều đồng ý. Không có thước đo nào cho giai điệu của Nilo. Mọi người đều có thể thưởng thức và tận hưởng khoảng thời gian mê mẩn từ đó. Khán giả của Nilo đủ các thân phận khác nhau, dù là học giả, kiến thức uyên bác hay là lính đánh thuê, gươm đao nhuốm máu, đều bị thu hút bởi điệu nhảy uyển chuyển của cô. Mỗi khi Nilo trên sân khấu, đại khu Barzer sẽ đông nghịt người. Khác với các vũ công khác, Nilo sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại tràn đầy tình yêu thương. Tuy rằng sống ở kinh đô trí tuệ Sumeru, nhưng gia đình cô chưa bao giờ đặt gánh nặng cho cô phải trở thành một học giả. Sự nghiệp múa của cô bắt đầu từ khi còn 8 tuổi. Lễ hội Sabzerus là một lễ hội lớn của người dân Sumeru, không thể thiếu những vũ điệu ăn mừng. Bấy giờ, đại khu Barzer cuối cùng cũng có nhà hát riêng của mình và đám đông đã hào hứng kéo đến vây quanh sân khấu mới tinh. Nilo bé nhỏ cố gắng lách qua đám đông để đến trước sân khấu, lần đầu tiên nhìn thấy vũ công. Mặc dù trên sân khấu không hề có hoa điểm xuyết, nhưng khoảnh khắc đó, cô như nhìn thấy hàng ngàn bông hoa nở rộ trên sân khấu. Trong vô thức, Nilo bé nhỏ đã không kìm được lòng mà nhảy múa theo. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Nilo mới nhận ra mình đã làm gì và vội vàng xin lỗi những người xung quanh đã nhường chỗ cho cô. Lúc này, cô giáo cũng chậm chậm bước xuống từ sân khấu. Cô đưa tay ra với Nilo bé nhỏ, cử chỉ thật nho nhã: sau này có muốn nhảy cùng cô không? Nilo từng nghe cô giáo nói về ý nghĩa của vũ đạo không chỉ một lần. Vũ đạo sinh ra trong cuộc sống của con người và phục vụ cuộc sống của con người. Sử dụng vũ đạo để truyền tải cảm xúc và nụ cười của khán giả chính là sự hồi đáp tình cảm của họ. Nilo hiểu rằng mình không giỏi như những học giả của giáo viện và không giỏi suy nghĩ về ý nghĩa của vũ đạo, nhưng tai nghe mắt thấy dần sẽ quen. Nilo hàng ngày siêng năng luyện tập cùng cô giáo. Cho đến khi lần đầu tiên lên sân khấu, Nilo đã hoàn toàn nhập tâm vào điệu múa. Bong bóng nước từ từ nổi lên rồi biến thành mặt hồ. Nilo ở giữa mặt hồ ấy, khi đó hoa sen thu mình trên mặt hồ khiến tất cả khán giả được chiêm ngưỡng đều kinh ngạc và thích thú. Sau khi hạ màn, chiếc Vision nguyên tố thủy phát sáng long lanh trên eo của cô như đóa hoa sen giữa mặt hồ. Nilo nghĩ có lẽ cô đã tìm thấy được ý nghĩa của vũ điệu đối với bản thân rồi, trở thành cái đẹp rồi sau đó truyền tải vẻ đẹp và giá trị của nghệ thuật. Và đó chính là phần 2 của series về các nhân vật Vision thủy và cách họ sở hữu được chúng. Anh em đánh giá sao video lần này nhớ comment phía dưới tôi biết nha. Và bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.